cô gái xinh đẹp bên cây cốc. Học tiếp đi, học tiếp đi. Bây giờ thì mình sẽ đi hái cốc. Rất là nhiều cốc. Mẹ trước cửa đây nha. Dạ. Đi, anh ấy đi, em đi lụm cho. Ừ. Anh học đi, em đi lụm cho. Đi học đi, em lụm hai ba lụm nè. Ủa, cho nó góp cho cốc chín nè. Bây giờ nó nghe nè. Chín nó mới rớt. Đừng có gọt vỏ, cốc thiên nhiên mà. Dạ, dạ. Đi lụm cốc mà như đi bắt ếch vậy. Quá trời luôn nè. Còn không? Còn. Ừ. Năm rồi nên tôi lo cho nó. Anh năm thù, anh lớn rồi. Ủa, ngày hôm nay mới sáng. Mày cũng muốn giúp anh không? À, ngày hôm nay tay chịu đựng không nổi rồi. Đá bào cho con. Dốc. Hết nhanh nữa. Kế hoạch quá một giờ ở muốn quay kìa. Hai con. Lấy lại ăn. Còn lấy để muốn quay không hay. Trung Quốc già sợ rồi. Rồi Trung 2 với. À.